Chào mừng các khu mơ đã đến với kênh Vlog cùng cháu vào bếp. Món mì xào chay là một món ăn mà rất là hấp dẫn đối với những người ăn chay, ăn kiêng. Vì làm sao ạ? Cái món ăn này đã cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và chỉ cần làm một đĩa này thôi. Đối với những người mà ở một mình hoặc là 2-3 người ấy, thì làm món này rất là tiện lợi và rất là ngon, lại còn nhanh chóng nữa. Và ngày hôm nay nhà cháu hân hạnh gửi đến các cụ mợ ăn chay, ăn kiêng, thậm chí những cụ mợ ăn mặn, món ăn này đó là chính là món mì xào chay. Mì xào chay thì đơn giản thôi. Các cụ mợ ơi, ngày hôm nay cháu xào một đĩa to to một chút nhé. Cháu dùng 3 vắt mì, 3 vắt vắt mì trứng. Nhưng mà người ta gọi đây là mì trứng, nhưng thật ra cái mì này người ta chỉ cần cho một chút bột nghệ và thôi, chứ nó không có trứng gì ở trong này đâu. Và những cái người ăn chay mà ăn trứng không có lòng tử ấy, thì vẫn dùng được. Thì cháu cần 3 vắt mì như này các cụ mợ nhé. Đã ngâm khoảng độ 10 phút thôi, nó mềm ra như này là các cụ mợ vớt ra xong là rửa sạch cho cháu và để ráo như thế này. Đấy, 3 vắt mì trứng. Nếu các cụ mợ không dùng mì trứng, các cụ mợ có thể thay thế bằng 1 vắt mì tôm cũng được các cụ mợ nhé, tức là một phần mì tôm ấy. Rồi, cà rốt thì chúng ta sẽ cần khoảng độ một nửa củ thôi các cụ mợ nhé, một nửa củ cà rốt. Đấy, cháu cần một nửa củ cà rốt. Một nửa củ hành tây nhỏ. Và 1 phần 2 cái củ đậu như thế này. Củ đậu này hôm nay nó rơi vào khoảng độ 300g thì chúng ta sẽ cần khoảng độ 1 phần 2 thôi, khoảng độ 100 đến 120g thôi. Một nửa non đấy ạ. Rồi chúng ta cần 100g cần tây. Chúng ta cần khoảng độ 30g hành hoa. Nếu các cụ mợ nào mà kêu là ăn chay không có hành hoa thì các cụ mợ bỏ nha. Cháu cần có 10g hành khô. Và cháu cần có 20g nấm hương, 30g mộc nhĩ đã ngâm nở, cắt bỏ chân, sau đó chúng ta đi vắt ráo. Đấy, nguyên liệu chị. À, cháu thiếu một cái, đó là xì dầu các cụ mợ nhá. Đấy, món ăn chỉ có như vậy thôi. Và có một chút rau mùi để rắc lên trên cho nó đúng như là mì thật đấy các cụ mợ nhá. Đấy, nguyên liệu nó chỉ có như vậy và không quá cầu kỳ và không quá nhiều những loại nguyên liệu khác nữa. Nên bây giờ chúng ta cùng làm các cụ mợ nhé. Rồi, đầu tiên là hành tây các cụ mợ nhá. Hành tây chúng ta sẽ cắt hai đầu. Sau đó chúng ta sẽ bổ cau thật nhỏ ra nhé các cụ mợ nhá. Bổ cau dọc theo củ hành ạ. Thật mỏng ra. Đấy, sau các cụ mợ lấy tay các cụ mợ bóp bóp ra cho cháu, té té nó ra. Để chúng ta khi mà xào nó không bị ấy, nó không bị dính vào với nhau. Rồi, cà rốt chúng ta sẽ thấy lấy 1 phần 2 củ để chúng ta thái chân hương các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ để một góc đĩa. Củ đậu chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 củ như một nửa non thôi các cụ mợ nhá. Chúng ta cũng sẽ thái chân hương các cụ mợ nhá. Chúng ta cũng sẽ để góc đĩa. Rồi các cụ mợ ơi, nấm hương nhá. Các cụ mợ lạng mỏng ra cho cháu xong bắt đầu chúng ta sẽ thái chỉ nhá. Rồi sau khi mỏng nhĩ chúng ta lặng mỏng xong, chúng ta sẽ thái chỉ các cụ mợ nhá. Rồi chúng ta sẽ để một góc đĩa. Rồi các cụ mợ ơi, mỏng nhĩ chúng ta cũng sẽ bắt đầu chúng ta thái chỉ nhỏ các cụ mợ nhá. Cuộn vào thái chỉ nhỏ. Đấy, chúng ta sẽ để góc đĩa. Rồi, hành khô chúng ta sẽ thái lát mỏng hoặc là băm nhỏ các cụ mợ nhé. Cháu sẽ thái lát. Nếu các cụ mợ không dùng hành khô thì các cụ mợ thay thế bằng hành bô rô vào đây nhé. Hành hoa đập dọc phần củ. Các cụ mợ thái khúc khoảng độ 3cm. Ta để góc đĩa.
Rồi, riêng rau cần tây các cụ mợ nhá, chúng ta sẽ bỏ cái hạt lá hết, bỏ bớt hết thật nhiều, bỏ bớt lá đi. Xong bắt đầu chúng ta cũng sẽ thái khúc khoảng độ 5 cm các cụ mợ nhá. Đây, cháu sẽ bỏ bớt lá đi này, chỉ lấy phần cuộn thôi. Rồi chúng ta sẽ thái khúc 5 cm các cụ mợ nhá. Đấy, chúng ta sẽ bớt lại một chút lá để cho nó thơm thôi, chứ chúng ta sẽ không lấy nhiều lá các cụ mợ nhá, để cho vào góc đĩa này. Rồi các cụ mợ ơi, tất cả nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào mì nhá. Ở đây các cụ mợ sẽ cho cháu vào đây 3 thìa canh dầu ăn. Các cụ mợ láng láng chảo cho cháu. Ủa các cụ mợ ơi, khi chảo nóng nhá, chúng ta mới bắt đầu cho mì vào nhá. Đấy. Các cụ mợ đảo cho cháu, đảo cho săn sợi mì lên. Khi mà săn sợi mì là mì đã chín rồi đấy ạ. À, cái mì này là cái mì trứng, các cụ mợ không cần phải trần đâu nhá. Chúng ta chỉ ngâm nước thôi, xong để ráo, bắt đầu chúng ta xào thẳng luôn. Xào thẳng nó cũng chín nhanh mà. Các cụ mợ cũng xào to lửa cho cháu nhá. Cái 3 giáp vắt mì này với cả 3 thìa canh dầu ăn là hợp lý rồi đấy các cụ mợ. Chúng ta đừng cho ít dầu quá mà cái sợi mì nó sẽ không bóng. Mà nhiều dầu quá thì khó ăn. Đấy, chúng ta sẽ xào săn lên. Rồi các cụ mợ ơi, sau khi mà xào mì săn nhá, chúng ta sẽ cho mì ra đĩa luôn nhá các cụ mợ nhá. Đấy, cháu xào mì săn rồi đấy. Bây giờ các cụ mợ sẽ trộn vào đấy cho cháu khoảng độ nửa thìa canh xì dầu nhá, cho mì nó vừa vị nhá. Đấy. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Các cụ mợ có thể cho thẳng vào chảo xào, các cụ mợ cho thẳng xì dầu vào đó luôn nhá. Cũng được nhá. Hoặc là trộn bên ngoài này cũng được. Rồi các cụ mợ, bây giờ chúng ta sẽ xào rau để đổ lên mì nhá các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ dùng 3 thìa canh dầu ăn vào đây. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy mì cháu đã tãi tãi ra rồi kìa, nó săn sợi lắm rồi, xong trộn với xì dầu nó đã săn sợi lắm rồi kìa. Bây giờ chúng ta sẽ láng chảo cho dầu vào láng chảo để xào rau nhá. Đầu tiên là phi thơm hành khô này. Nếu các cụ mợ nào dùng bơ rô thì hành cái củ phần củ trắng của bơ rô thì chúng ta sẽ phi luôn lúc này nhá. Cứ phi thơm lên, phi vàng nó lên. Rồi các cụ mợ ơi, hành khô vàng như này rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho hành tây đầu tiên này. Các cụ mợ đảo thơm hành tây lên cho cháu nhá. Đảo thơm hành tây với hành khô. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho củ đậu, cà rốt. Ta sẽ đảo thật là đảo to lửa các cụ mợ nhá. Rồi chúng ta sẽ nêm như sau. Với cái chỗ rau này chúng ta sẽ nêm nửa thìa cà phê muối tinh như các cụ mợ nhá, nửa thìa. Một thìa cà phê hạt nêm chay từ nấm. Một thìa mì chính các cụ mợ nhá. Vị vừa đấy các cụ mợ ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cần tây. Nấm hương mộc nhĩ. Chúng ta đảo tiếp. Đấy, cái rau chay này ngon lắm ạ.
À, các cụ mợ cho cháu mấy cái ớt sừng thái chỉ vào đây cho đẹp đẹp nhé. Đấy. Rồi chúng ta sẽ xào chín rồi, xong bắt đầu chúng ta sẽ cho tép hành hoa vào là xong các cụ mợ nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa để rắc lên trên mì nhá. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ chan đều cái phần rau lên trên nhé. Trải đều cái phần rau lên trên đấy. Ngon quá. Ôi trời ơi. Đấy, có đĩa mì xào chay này cũng khác gì ăn mặn đâu. Tuyệt vời. Đầy đủ các rau củ quả các chất luôn. Chúng ta sẽ cho một ít ớt chỉ lên trên nhé. Ớt thái chỉ lên trên. Và mấy cọng rau mùi. Rau mùi chúng ta lấy phần lá thôi các cô mợ nhé. Rồi. Đấy. Và nhà cháu đã hoàn thành xong món mì xào chay. Và cái món mì xào chay của nhà cháu đã hoàn thành rồi đấy các cụ mợ. Yêu cầu kỹ thuật của nó là mì nó phải dai sợi này. Đấy, để bao đều ở để dưới phần đáy đĩa này. Các loại rau củ thì xào chín tới không bị mềm quá, không bị nát và cũng không bị sống. Màu sắc phân bố hài hòa và vị thì vừa ăn. Và cái món này thì các cụ mợ có thể ăn kèm với thêm với một chút xì dầu ớt nếu các cụ mợ thấy nhạt nhé các cụ mợ nhé. Tại vì nhà cháu xào đây là cho cái vị chung của tất cả rất nhiều người. Ai ăn mặn ăn nhạt thì chúng ta tùy khẩu vị chúng ta sẽ cho thêm vào ăn kèm với xì dầu. Đấy, với cái món mì xào chay vừa ngon vừa đơn giản vừa thuận tiện lại rất nhiều dưỡng chất và phù hợp với những người ăn chay ăn kiêng, nhà cháu gửi đến các cụ mợ ngày hôm nay và hy vọng rằng các cụ mợ sẽ chế biến món ăn này tại gia đình. Nếu các cụ mợ yêu thích clip này của nhà cháu thì các cụ mợ đừng quên một like, một tim và cụ mợ chia sẻ clip hoặc chia sẻ kênh cùng cháu vào bếp cho mọi người cùng biết đến các cụ mợ nhé. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.